Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Sơn La hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Dự án có chiều dài khoảng 85 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 20.000 tỷ đồng, sử dụng quỹ đất 870 ha. Nếu chia trung bình thì dự án này có suất đầu tư khoảng 193 tỷ đồng trên km, cao hơn nhiều so với mức trung bình của dự án cao tốc 4 làn xe. Tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian từ thủ đô đi huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La còn khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, phá thế độc đạo của tuyến quốc lộ 6.